Joy Kitty là một sản phẩm nước giặt đang ngày càng được nhiều người tin dùng nhờ vào khả năng giặt sạch và mùi hương dễ chịu. Joy Kitty có công thức mạnh mẽ giúp loại bỏ các vết bẩn cứng đầu, từ dầu mỡ, bùn đất cho đến vết ố. Sản phẩm hoạt động tốt trên nhiều loại vải và cả trong nước nóng lẫn nước lạnh, giúp tiết kiệm năng lượng cho các gia đình. Nước giặt Joy Kitty mang lại hương thơm tươi mát, dễ chịu cho quần áo sau khi giặt. Hương thơm này khá nhẹ nhàng, không quá nồng, phù hợp cho những ai không thích mùi hương mạnh. Sản phẩm đã được thử nghiệm và cho thấy an toàn cho da nhạy cảm, ngay cả với trẻ nhỏ. Joy Kitty không chứa các chất hóa học khắc nghiệt hay gây dị ứng, là lựa chọn an toàn cho các gia đình có trẻ sơ sinh hoặc người có da nhạy cảm. So với bột giặt truyền thống, nước giặt Joy Kitty tan nhanh trong nước và không để lại cặn bột trên quần áo hay trong máy giặt. Chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ, sản phẩm đã đủ để giặt sạch một lượng quần áo lớn, giúp tiết kiệm chi phí. Joy Kitty cam kết sử dụng các thành phần phân hủy sinh học, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Điều này là một điểm cộng lớn cho những ai quan tâm đến bảo vệ thiên nhiên. Nước giặt Joy Kitty là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai mong muốn sự sạch sẽ, an toàn và tiện lợi trong việc giặt giũ. Với khả năng giặt sạch hiệu quả, mùi hương dễ chịu và tính an toàn cao, sản phẩm này xứng đáng được đầu tư cho cả gia đình. Giá đang siêu ưu đãi trên TikTok chỉ 99k 2 túi 2 lít. Mọi người mua hàng ủng hộ cho em nhé.